Hồi nhỏ thì Mai lúc nào cũng ao ước cơ chứ anh chị. Mai cũng nói thật là Mai cũng ao ước, Mai cũng nhiều lần nói với bố là bố ơi sao mà mẹ của bạn này hiền dịu, mẹ bạn kia như thế này, thương con hiền dịu như thế mà sao mẹ con không có. Chị em Mai thì hồi nhỏ thì lúc nào cũng ganh tị là tại sao mẹ thương con Út nhiều nhất, mẹ không có thương hai đứa lớn, giống như bỏ rơi vậy đó. Còn con Út thì từ khi nó lên thành phố thì mẹ thường xuyên lên thăm nhiều hơn. Nó cũng để lại trong lòng của mấy chị em mình một cái sự thiếu hụt và một cái khoảng trống nào đó mà không có bù đắp được. Hello, Mai xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay Mai sẽ kể tiếp phần 3 câu chuyện về cuộc đời Mai khi còn bé thơ cho các cô chú anh chị và các bạn cùng nghe. Thì ở phần 1 thì Mai đã kể cho cô chú anh chị các bạn cùng nghe cái hoàn cảnh nghèo khổ của gia đình Mai và cái biến cố mà mẹ Mai bị ung thư vú ha. Thì trong phần 2 Mai lại kể tiếp đó là gia đình Mai đã vượt qua cái giai đoạn mẹ ung thư vú bằng cách nào và đã đưa cái kinh tế gia đình từ nghèo khổ đi lên khá giả như thế nào, và bắt đầu một cái biến cố mới, đó là Mai bắt đầu lên thành phố học. Và những cái chuỗi ngày mà giống như là ở nội trú, học một mình, xa nhà, xa gia đình, nhớ nhà đó cô chú anh chị. Thì ở phần 3 này Mai sẽ kể tiếp cái giai đoạn lên cấp 3 của Mai ha. Thì sau những năm học nội trú, xa nhà như vậy thì cũng rất là nhớ nhà và rất là cô đơn. Đến khi mà tốt nghiệp cấp 2 xong á, Mai qua cấp 3 thì bố mẹ Mai quyết định là không có để Mai học trong trường nội trú đó nữa, mà quyết định là cho Mai ra trường bán công bên ngoài học. Trường bán công cấp 3 mà Mai học là trường Marie Curie ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 đó cô chú anh chị. Thì chắc những người sống ở Sài Gòn thì chắc biết cái trường này, tại vì trường này cũng khá là to. Thì khi mà Mai ra ngoài học cấp bán công đó thì Mai ở trong cái nhà mà bố mẹ Mai mua. Thì khi đó là bố mẹ là thuê một người giúp việc để chuẩn bị việc nấu nướng rồi cơm nước rồi nhà cửa cho Mai ha. Và khi đó thì mẹ Mai cũng đã ra một cái quyết định rất là táo bạo, đó là mẹ Mai gửi cái cô bé em kế Mai lên ở chung với Mai luôn. Năm đó đó là bé em kế của Mai mới có học lớp lá, lớp mẫu giáo thôi cô chú anh chị. Thì mẹ Mai nói là ở sợ là Mai ở một mình nó buồn, nên thành ra là thấy tội nên gửi em lên ở chung, hai chị em ở chung. Thì cái đây cũng là một cái quyết định cực kỳ táo bạo của mẹ ha. Tại vì Mai nghĩ cũng có hiếm người nào mà dám gửi con xa mẹ từ khi học mẫu giáo lắm. Tại vì mẹ Mai thì đã có một cái quyết tâm là gửi con lên thành phố học từ lớp 1 luôn ha. Đứa nào cũng sẽ lớp 1 là cho đi học thành phố hết. Nên thành ra là mẹ Mai quyết định cho em gái Mai đi sớm 1 năm để ở với Mai, để cho Mai làm quen với cái đời sống bên ngoài. Và thật sự ra thì Mai cũng không biết cái quyết định này là có đúng hay không. Nhưng mà lúc đó Mai nghĩ là do hoàn cảnh của bố mẹ Mai, đó là từ nhỏ đã không có được học hành đến nơi đến chốn, là do nhà nghèo. Nên khi mà kinh tế khá giả thì bố mẹ Mai lại có một cái mong muốn, đó là tạo mọi điều kiện cho con mình được học hành đến nơi đến chốn và có một cái môi trường học hành tốt hơn. Nên quyết định là tất cả các con đều được học ở thành phố từ nhỏ ha. Và khi mà gửi bé em lên ở chung với Mai đó thì thật sự thì Mai thấy là đây cũng là một cái biến cố trong cuộc đời của hai chị em mình. Mình cũng không biết nói đây là điều tốt hay điều xấu nữa, nhưng mà thật sự là như vậy. Mai thì bây giờ khi nghĩ lại, Mai vẫn thấy rất là thương em gái của Mai. Tại vì nó phải xa mẹ từ hồi học mẫu giáo của chú anh chị. Nó còn quá bé để phải xa mẹ. À, năm Mai cũng cảm thấy là chú anh chị bây giờ nghĩ lại thì Mai vẫn còn rất là ăn năn hối lỗi, vẫn cảm thấy có lỗi với em gái của Mai lắm. Tại vì khi đó thì Mai là một đứa trẻ mới có 15 tuổi thôi. Mai chăm sóc em cũng không có được tốt giống như những gì mà Mai suy nghĩ bây giờ, Mai kỳ vọng bây giờ. Và cái cách mà Mai đối xử với em nó cũng còn hơi bị cọc cằn, nó cũng không có bằng cái tình thương và cái sự độ lượng của một người trưởng thành như bây giờ ha. Lúc đó thì Mai nhớ là mỗi buổi sáng là mẹ Mai dạy đó là phải pha sữa hộp gà cho em uống, là sáng nào cũng vậy á, là phải pha sữa hộp gà. Và uống riết á nó cũng ngán cô chú anh chị, thì nó cứ ọe ọe xong rồi nó ngán nó không uống á, thì Mai ký đầu nó. Nói chung cũng tội lắm cô chú anh chị. Mai ký đầu nó, rồi sáng á cho nó uống sữa xong, thay đồ cho nó, xong rồi rửa, đánh răng rửa mặt, thay đồ cho nó, rồi chở nó đi học mẫu giáo ha. Chở đi học mẫu giáo xong thì chiều á mình đi học về rồi á thì Mai sẽ đi đón nó đi học về. Hoặc là nếu mà Mai đi học buổi chiều thì có cái bạn người làm đi đón nó đi học về. Và bắt đầu tối về thì tắm rửa cho nó, rồi cơm nước, rồi đút nó ăn cơm, rồi nói chung là chăm nó như vậy đó. Chơi với nó, rồi tối hai chị em đi ngủ, rồi ngày mai lại đi học tiếp. Nói chung là Mai giống như là một bà mẹ trẻ.
Mai cảm thấy là cái việc đó nó cũng hơi quá sức mình. Và đôi khi thì do nó quá sức như vậy nên thành ra là Mai cũng có những cái thái độ không có hay. Ví dụ như mình hay nạt nó, hay la nó. Và đến tận bây giờ thì Mai cũng cảm thấy mình rất là áy náy, mình cảm thấy mình có lỗi với nó. Mỗi lần mà nghĩ lại cái thời gian đó là mình thấy mình muốn rớt nước mắt. Tại vì mình thấy thương em mình quá. Một đứa con nít mới có 4 tuổi, mới có học lớp lá thôi mà phải xa mẹ, mà còn không có được nhận tình cảm từ chị nữa. Chị lúc nào cũng hay la mắng. Mặc dù là Mai cũng thương em lắm cô chú anh chị. Mai thì tức là Mai là người mà mua quần áo hay mua giày dép cho em, cái gì cũng nhớ tới em, mua đồ cột tóc cho em, mua quần áo, mua giày dép. Nhưng mà thật sự là đối với mình là nó phiền quá. Mình chưa có đủ kiên nhẫn, chưa có đủ cái sự rộng lượng và cái sự bao dung để mình nói chuyện với nó, hay là mình nhìn nhận cái cách của nó, một cách của một đứa trẻ con như là cái tuổi của mình bây giờ. Nên thành ra là mình cảm thấy nó phiền quá, mà mình hay la nó, mình hay nạt nó. Nên thành ra Mai thấy rất là hối hận. Mai cảm thấy bây giờ rất là thương em. Tại vì mình thấy là nó từ nhỏ mà đã quá thiệt thòi rồi cô chú anh chị ha. Từ hồi lớp mẫu giáo mà đã xa mẹ, mà còn không có được chị yêu thương nữa. Nhưng mà thật ra thì tới bây giờ thì Mai nhìn lại thì Mai thấy thương cả hai đứa mình. Mai cũng thương cả bản thân Mai nữa. Tại vì lúc đó thì Mai mới có 15 tuổi à. Mà Mai giống như là hoàn thành trọng trách của một bà mẹ trẻ, chăm bẵm em từng chút một như vậy. Chỉ có một điều là Mai không có kiếm tiền thôi cô chú anh chị. Mà Mai thì Mai phải đi học. Thì đó thì nói chung là mình không có phải lo lắng về chuyện bạc thôi. Chứ còn mình thật sự là giống như là một bà mẹ trẻ chăm một đứa con mọn. Mà bản thân Mai khi mà Mai có đứa con đầu tiên khi năm 26 tuổi thì Mai vẫn còn cảm thấy rất là nhiều bỡ ngỡ. Huống hồ chi mà cái năm đó là Mai mới có 15 tuổi thôi. Đúng không cô chú anh chị? Thì nói chung là mình nhìn thì mình cũng thấy là mình cũng có một chút nào cảm thông được. Tại vì cái tuổi của mình lúc đó nó còn tuổi ăn tuổi lớn, chưa có nghĩ được. Và Mai cũng hối hận khi mà có nhiều buổi chiều là đón em trễ là bởi vì ham chơi với bạn. Cô chú anh chị nhiều khi là ở lại trường ăn tô bún bò với bạn, hoặc là ăn bánh tráng gì đó xong về đón em trễ. Thì Mai cũng rất là hối hận khi mà thấy trong lớp của em chỉ còn có một hai bạn thôi, em là người về trễ hoặc là như thế nào đó. Mai cũng hối hận dữ lắm. Nhưng mà thì nói chung là mình cũng chưa nhận thức được. Lúc đó cũng vẫn còn ham chơi lắm cô chú anh chị. Rất là ham chơi tại con nít mà chưa có lớn. Bây giờ Mai cũng tưởng tượng bây giờ tuổi của Ngân đi cô chú anh chị. Ngân năm nay 13 tuổi, mà nếu một năm nữa đi, Ngân lên lớp 9 đi, một năm nữa Ngân tốt nghiệp lớp 9 xong mà Ngân tự nhiên phải chăm sóc một cô em bé nhỏ như vậy, 4 năm tuổi như vậy, thì Ngân có làm được tốt hay không thì Mai cũng nghĩ là cũng chỉ đến thế thôi cô chú anh chị ha. Nó còn quá bé để mà có thể nhận thức được. Thật ra thì hoàn cảnh của gia đình Mai cũng tội lắm cô chú anh chị. Chị em mình thì không có lo về mặt tiền bạc. Gia đình mình thì khá giả. Mẹ mình là, bố mẹ mình đã làm đủ mọi cách để chị em mình có tiền đi học trên thành phố, có nhà, có người làm, người giúp việc. Nhưng mà chị em mình thiếu thốn tình cảm từ nhỏ của chú anh chị ha. Từ nhỏ đã phải sống tự lập như vậy và cảm thấy không có tình cảm của ba mẹ, cảm thấy giống như mình bơ vơ trong cuộc đời. Đó, thì Mai thấy như vậy ha. Mai cũng thấy thương em Mai khi Mai thấy một đứa con nít mấy tuổi mà nó cứ lủi thủi như vậy. Thì nó ở với Mai tới hồi mà Mai lên đại học luôn của chú chị. Thì có hai chị em Mai ở như vậy thôi và giúp việc ha. Cứ thay hết người này đến người kia. Tới một lúc đó thì có một cái bà vú ở với chị em Mai được lâu nhất. Thì cái người đó là người mà chứng kiến chị em Mai lớn lên nhiều nhất. Và may mắn làm sao là cũng thương em gái của Mai nữa, nên thành Lai cũng dành tình cảm cho nó. Thì nói chung là nó cũng may mắn là được như vậy ha. Đó, thì chị em Mai cứ lủi thủi ở với nhau như vậy cho đến khi mà 4 năm sau thì bắt đầu em gái Úc của Mai vô lớp 1 thì nó bắt đầu nó cũng lên thành phố nó ở luôn. Thì từ đó là ba chị em Mai ở với nhau. Thì khi mà con em gái Úc của Mai nó lên thì Mai đã bước vào đại học năm thứ nhất rồi cô chú anh chị. Thì lúc đó là Mai cũng đã bắt đầu trưởng thành hơn một chút xíu rồi. Mai cũng có nói chung là biết suy nghĩ nhiều hơn ha, cũng thương em hơn, biết suy nghĩ nhiều hơn. Là ba chị em ở với nhau rồi có người giúp việc nữa. Thì lúc đó thì gia đình Mai thì ba đứa ở trên thành phố hết, thì mẹ Mai cũng dành thời gian lên thăm tụi Mai nhiều hơn. Chị em Mai thì hồi nhỏ thì lúc nào cũng ganh tị là tại sao mẹ thương con Út nhiều nhất, mẹ không có thương hai đứa lớn, giống như bỏ rơi vậy đó. Còn con Út thì từ khi nó lên thành phố thì mẹ thường xuyên lên thăm nhiều hơn. Thì Mai cũng hiểu đó là nó thì gắn bó với mẹ từ nhỏ đến lớn. Và thường trong gia đình cũng vậy, đứa nào nhỏ thì cũng được thương nhiều hơn. Tại vì mình cảm thấy nó vẫn nhỏ nhất đúng không cô chú anh chị?
Nhưng mà thật ra thì đối với những đứa trẻ con như tụi mình thì mình không có nhận thức được cái điều đó. Mình lúc nào cũng ganh tị là tại sao mình bị bỏ rơi, mình không có được thương. Mẹ chỉ có thương con nhỏ Út thôi, nó muốn gì cũng được, còn mẹ lúc nào cũng la mắng mình hết. Và Mai nhớ là khi mà em gái Út của Mai lên, nó học lớp 1 thì có một lần Mai chở nó đi học thì bạn trong lớp của nó mới nói là ồ, mẹ của bạn nhìn trẻ quá ha. Tại vì thật sự thì Mai với lại em gái Út là cách nhau tới 14 tuổi lận cô chú anh chị. Nên thành ra là mẹ của các bạn đó, nếu mà các bạn đó là con đầu thì cách mình cũng không có mấy tuổi hết. Tuy nhiên thì các bạn đó cũng còn nhỏ thì cũng đâu có nhìn nhận sự việc được một cách thấu đáo đâu, thì nghĩ mình là mẹ thôi. Nên thành ra là Mai là giống như là một bà mẹ trẻ vậy đó. Giống như là đưa đón hai đứa nó. Lúc đó thì những khi mà Mai bận đi học đó, thì cái bà vú á, bà cũng đưa đón, cũng đi xe đạp, đi bộ rồi đi xe ôm đưa đón tụi nó. Thì nói chung là cũng bà cũng giúp được rất là nhiều, cũng nấu cơm, cũng nấu nướng, dần cũng đỡ hơn. Mỗi khi mà Mai vô đại học thì Mai cũng bận rộn nhiều hơn. Tại vì lúc đó thì nói thật ra thì Mai cũng học hai trường đại học á, cô chú anh chị, Mai cũng bận lắm. Mà nói chung là cái thời sinh viên của Mai thì Mai cũng là một người năng động nữa. Sáng học trường này, chiều học trường kia, và tối thì cũng còn đi làm thêm, đi dạy kèm, rồi đi trợ giảng cho các trường Anh văn nữa. Mẹ Mai không có bắt Mai làm thêm, nhưng mà Mai rất là muốn đi làm thêm để mình học hỏi kinh nghiệm, rồi để mình kiếm tiền, mình xài. Nói chung là con nít mà đứa nào cũng không muốn tự kiếm tiền xài, cô chú anh chị ha. Mình mua quần, mua áo gì khỏi phải xin phép mẹ, mình thấy vậy đó. Thì từ câu chuyện mà Mai kể ngày hôm nay đó, thì Mai cũng chỉ muốn nói một điều, đó là Mai cảm thấy thương ba chị em mình. Mà nhất là thương con kế Mai nhiều, nhiều hơn. Tại vì nó phải xa mẹ từ rất là nhỏ, cô chú anh chị. Và cái thời gian mà nó xa mẹ đó thì mẹ Mai có em bé nhỏ, có con Út á, thành ra là mẹ Mai cũng không có được tập trung, không có được quan tâm đến nó nhiều. Mai cũng không biết nói làm sao nữa, tại vì chị em mình thì được sinh ra trong gia đình khá giả. Cái khi mà mình lớn lên rồi thì gia đình mình khá giả, không có phải lo lắng về mặt tiền bạc. Lúc nào cũng có người làm, người giúp việc lo lắng cho mình cơm nước giặt giũ, không phải động tay động chân. Tuy nhiên thì tụi mình rất là thiếu thốn tình cảm gia đình. Thì mình cũng không biết là cái điều mẹ làm là đúng hay sai. Mẹ đã cho con đi học xa nhà còn từ khi còn quá nhỏ như vậy. Nhưng mà mẹ Mai là một người phụ nữ rất là mạnh mẽ, thì Mai cũng chỉ nghĩ một điều rằng có lẽ là do mỗi người có một hoàn cảnh sống khác nhau. Khi mẹ Mai còn nhỏ thì do cuộc sống quá nghèo khổ, không có được ăn học đến nơi đến chốn, nên thành ra là mẹ nghĩ là phải chỉ bằng con đường học hành thì mình mới có một tương lai tươi sáng hơn. Nên bố mẹ cũng đã tìm mọi cách để kiếm tiền, nỗ lực kiếm tiền để cho con cái được học hành ở những cái nơi có điều kiện tốt nhất. Tuy nhiên thì nó cũng để lại trong lòng của mấy chị em mình một cái sự thiếu hụt và một cái khoảng trống nào đó mà không có bù đắp được ha. Đến bây giờ thì chị em mình, cái bản thân, cái tính cách của mấy chị em đó, thì nó cũng một phần hình thành là do cái môi trường nữa. Mình cảm thấy hơi bị khô khan và thiếu thốn tình cảm gia đình. Hồi nhỏ thì Mai lúc nào cũng ao ước, cô chú anh chị. Mai cũng nói thật là Mai cũng ao ước. Mai cũng nhiều lần nói với bố là bố ơi, sao mà mẹ của bạn này hiền dịu, mẹ bạn kia như thế này, thương con hiền dịu như thế mà sao mẹ con không có. Những lần mà bố Mai đi đón ở trong trường nội chú á, thì bố chỉ giải thích sơ sơ đó là tại vì cái đó là trong phim, trong ảnh thôi con. Lúc nào họ cũng đưa ra những cái hình mẫu lý tưởng hết, còn ngoài đời thì không có như vậy. Mai cũng đã thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, cô chú anh chị. Mình học xa nhà, xong rồi mẹ thì bận rộn với công việc kiếm tiền. Lúc đó thì nhà Mai rất là bận, thì Mai, như Mai đã kể ở những phần trước cho các cô chú anh chị nghe đó, bận là tối mặt tối mũi. Mà mẹ thì lúc đó lại có em nhỏ nữa, nên cũng không có thời gian dành cho Mai. Khi mà em gái Mai còn nhỏ đó thì mẹ ở nhà, mẹ Mai chưa bao giờ lên thành phố đón Mai hết, mà chỉ có bố Mai với lại chú Mai đi đón thôi. Chỉ có duy nhất một lần trong tất cả những năm học cấp 2 là mẹ Mai lên đón, là Mai rất là bất ngờ luôn, cô chú anh chị. Tại vì mẹ Mai lúc đó là ẵm theo em gái nhỏ của Mai nữa. Nói chung là Mai cũng không trách mẹ được, tại vì lúc đó thì bận làm ăn nè, và có con nhỏ nữa thì mẹ cũng không có đi được. Lúc nào cũng bố Mai với chú Mai chạy xe ra đi hết. Và khi mà em gái của Mai nó lên Sài Gòn nó học á, thì mẹ Mai cũng không có lên thăm nhiều được. Tại lúc đó thì mẹ Mai lại bận cái con bé Út nữa, bận con nhỏ thứ ba nữa, cô chú anh chị ha. Nên thành ra đối với tụi Mai đó, là những cái chuỗi ngày mà đi học Sài Gòn nó xa nhà đó, là những chuỗi ngày thiếu thốn tình cảm, rất là thiếu thốn tình cảm ha, cô chú anh chị. Tại vì mình cảm thấy mình rất là bơ vơ và rất là lẻ loi. Thật sự mà nói là như vậy. Mà Mai thương nhất là thương con em kế của Mai. Và Mai vẫn rất là ấy đấy. Tại sao hồi xưa mình lại cấu gắt đối với em mình như vậy? Mai cũng thấy rất là ấy đấy. Đó thì nói chung là gia đình mình là lập thành được một cái tổ, gọi là tổ xa mẹ được, cô chú chị ha. Thật ra thì
Mai cũng không có trách mẹ, Mai cũng không có trách bố Mai. Tại vì lúc đó thì mẹ Mai nghĩ như vậy là đúng thì mới làm như vậy. Mai nghĩ là mỗi con người á thì họ mưu cầu một cái nhu cầu khác nhau. Mẹ Mai lúc đó thì ưu tiên cho cái việc học trước tiên, còn tất cả những cái khác thì để lại phía sau một chút. Do đó thì mẹ Mai quyết định là để cho các con xa nhà như vậy. Nhưng mà đối với Mai bây giờ, khi mà mình được sống trong một môi trường đầy đủ từ nhỏ đến lớn, có những giai đoạn Mai không có giàu có thật, nhưng mà Mai chưa bao giờ phải lo lắng về mặt tiền bạc hay là như thế nào đó, và mình được học hành đầy đủ, thì mình lại mưu cầu một cái khác. Do đó là chị em Mai đó thì thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nên là mình mưu cầu hạnh phúc, mình rất là mưu cầu cái tình cảm gia đình. Nên Mai nói là mỗi người sẽ có một cái sự mưu cầu khác nhau của chú chị ha. Nói chung là cái video này cũng khá là nhiều nước mắt, thì cũng chẳng biết điều gì là đúng, điều gì là sai. Mỗi người sẽ có một cái lựa chọn của bản thân mình, tùy theo cái nhu cầu của mình, cái mà mình mong muốn là gì ha. Thì như bản thân Mai thì sau những cái gì mà Mai đã từng trải qua trong quá khứ, thì chắc chắn là Mai sẽ không có lựa chọn con đường của mẹ Mai là cho các con xa nhà, xa gia đình từ nhỏ như vậy, để cho các con thiếu thốn tình cảm. Tuy nhiên thì mỗi người lại có một cái quyết định khác nhau, mỗi người lại có một cái mưu cầu khác nhau. Mẹ Mai thì sống từ nhỏ là đã nghèo khổ và không có điều kiện học hành, nên mẹ Mai lại mưu cầu muốn cho con cái có một điều kiện học hành tốt hơn. Thì mình cũng không có đánh giá được, cũng không có nhận xét được cái nào đúng, cái nào sai. Thì cái nào cũng có mặt tốt và cái nào cũng có mặt xấu của nó, cô chú anh chị ha. Cũng không biết cái gì là đúng, cái gì là sai, nhưng mà Mai thấy là do cái hoàn cảnh sống như vậy thì nên là tạo cho các chị em Mai một cái sự tự lập rất là cao và tạo cho mình một cái sự mạnh mẽ. Nên thành ra là gia đình Mai ba đứa nào cũng rất là mạnh mẽ của chú anh chị ha. Nó nghĩa là không có gì quật ngã được tụi mình hết. Có gì chuyện gì xảy ra trong cuộc đời này thì mình vẫn có đủ bản lĩnh để mình đứng dậy bước tiếp, chứ mình không có ủy mị, quỵ lụy. Đương nhiên là khi có một chuyện gì buồn hay là như thế nào đó không có vui xảy ra thì mình vẫn khóc. Nhưng mà mình khóc xong thì mình ngày mai mình lại nghĩ đến cái cách làm sao để mình vượt qua cái giai đoạn khó khăn này, chứ mình không có bị gục ngã. Do đó thì cái hoàn cảnh nó cũng sẽ mang đến cho mình những cái điểm tốt và những cái điểm không tốt. Ví dụ như những cái điểm không tốt đó là chị em Mai khá là khô khan về mặt tình cảm và thiếu cảm xúc, thiếu tình cảm gia đình. Nhưng mà cái điểm tốt đó là tạo cho mình một cái sự mạnh mẽ, một cái sự độc lập ha. Mình không có lệ thuộc vào ai hết, mình rất là độc lập và mình rất là mạnh mẽ. Thì cái video ngày hôm nay cũng khá là nhiều nước mắt và cũng hơi là buồn, mang hơi hướng là buồn. Thì Mai cũng sẽ chia sẻ tiếp là cái phần mà mâu thuẫn giữa hai mẹ con Mai, giữa Mai và mẹ Mai ha. Thì phần này cũng lại là một phần khá là buồn, nhưng mà thì một khi Mai đã kể thì Mai sẽ kể hết luôn, để cho mọi người có thể rút ra được những cái bài học kinh nghiệm cho bản thân mình, hoặc là có thể coi để biết, để giải trí một chút xíu thôi cũng được cô chú chị ha. Thì cái video ngày hôm nay của Mai cũng đã dài rồi, thì Mai cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các cô chú anh chị ở trong phần sau ha, cái phần mâu thuẫn giữa hai mẹ con Mai như thế nào. Xin tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.